đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay sẽ có những tin chính sau. Công an tỉnh công bố quyết định sáp nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào công an tỉnh. Thành phố Bảo Lộc khen thưởng cho các tập thể cá nhân triệt phá nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Bắt đối tượng trộm két sắt tại bệnh viện. Cuối chuyên mục là phóng sự nhịp đất cho khoai tây Trung Quốc. Hành vi gian lận cần phải lên án. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Thực hiện Nghị định số 01 ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an, ngày 30 tháng 8, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Công an và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2018. Tại hội nghị, Công an tỉnh đã triển khai quyết định số 4092 của Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng về Công an tỉnh và thành lập Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Công an tỉnh, điều động 4 đồng chí trong Ban Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh. Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh cũng công bố quyết định của Bộ Công an về việc sáp nhập hợp nhất một số đơn vị có chức năng tương đương. Sau khi sáp nhập hợp nhất, Công an tỉnh có 27 phòng trực thuộc, giảm 4 phòng so với mô hình cũ. Hội nghị cũng đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2018 với nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện cho lãnh đạo và cán bộ trực tiếp thi hành nhiệm vụ này ở cấp thành phố và cấp phường xã. Tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ áp dụng cho người phạm tội lần đầu, có ý thức cải tạo tốt, có nơi cư trú rõ ràng, chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ bồi thường dân sự, đã chấp hành được ít nhất là 1/2 mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân. Việc cải tạo tại địa phương sau khi được tha có sự giám sát giúp đỡ của gia đình, các cơ quan đoàn thể xã hội và họ phải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật. Nếu bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì tòa án có thể hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước. Nếu người được tha đã chấp hành được ít nhất 1/2 thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ, thì tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức thưởng nóng cho Công an thành phố Bảo Lộc và Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Bảo Lộc mỗi tập thể 10 triệu đồng, đồng thời tặng giấy khen cho 3 cá nhân thuộc Đội Cảnh sát Hình sự về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi. Trước đó, qua xác lập kế hoạch đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, trong tháng 8 năm 2018, Công an thành phố Bảo Lộc đã điều tra bắt và khởi tố 6 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi, khủng bố người vay chậm trả lãi bằng cách ném mắm tôm, sơn, xăng và dầu nhớt vào nhà. Các đối tượng gồm Nguyễn Trung Hoàng, Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Trí Trung đều có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội và Mai Nguyễn Hoài Việt hộ khẩu tại thành phố Đà Lạt. Khám xét tại 2 địa điểm các đối tượng thuê tại thành phố Bảo Lộc, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm 121 triệu đồng tiền mặt, 394 giấy vay nợ tiền, 178 chứng minh nhân dân, 161 sổ hộ khẩu, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 19 bằng lái xe, 55 sổ ghi chép theo dõi việc cho vay tiền và trả nợ, cùng hàng trăm tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, 11 thẻ ATM, 12 xe máy, 2 còng số 8 và một số tài liệu khác. Lực lượng công an còn thu giữ 2 can chất lỏng pha lẫn mắm tôm, nhớt, 4 bình xịt sơn và xăng. Các đối tượng khai nhận cho các nạn nhân vay với lãi suất từ 15% đến 20% trên một tháng. Vừa qua, tại trại tạm giam Công an tỉnh, Hội đồng xét giảm án tha tù trước thời hạn của tỉnh đã công bố quyết định giảm án tha tù cho 15 phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam Công an tỉnh nhân dịp Quốc khánh mồng 2 tháng 9. Các phạm nhân được giảm án tha tù lần này là những người cải tạo tốt, không vi phạm nội quy của trại tạm giam
đã khắc phục bồi thường thiệt hại và được xếp loại thi đua đạt khá trở lên. Trong số các phạm nhân được giảm án lần này, có 8 phạm nhân được giảm hết án, 7 phạm nhân được giảm từ 3 đến 6 tháng. Đây là một trong những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân, giúp người phạm tội có cơ hội sớm đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng và là động lực nhằm khuyến khích phạm nhân khác tích cực học tập, rèn luyện, lao động, cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, số 49 đường Quang Trung, phường 8, thành phố Đà Lạt, do đối tượng Nguyễn Văn Thọ, trú tại phường 12, thành phố Đà Lạt thực hiện. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 8, Thọ đã đến Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, đột nhập vào phòng tài vụ của bệnh viện, cậy két sắt lấy đi số tiền gần 480 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm của bệnh viện. Nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Lạt đã điều tra và bắt được Thọ khi hắn đang lẫn trốn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận trước đó do nuôi mẹ nằm tại bệnh viện, biết phòng tài vụ nên khi thấy sơ hở đã lẻn vào để trộm cắp tài sản. Số tiền trộm được Thọ dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân, số còn lại 107 triệu đồng chưa kịp tiêu xài thì bị thu giữ. Được biết Thọ đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 8, tại quán trà sữa trên đường Trần Phú, phường Blau, thành phố Bảo Lộc đã xảy ra vụ ẩu đả giữa một nhóm gồm 5 thanh niên với anh Hoàng Tiến Dũng và làm anh Dũng tử vong. Tiến hành điều tra, Công an thành phố Bảo Lộc đã xác định được hai nghi can chính trong vụ án, đó là Phạm Tiến Dũng sinh năm 1997 và Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1990 cùng trú tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho anh Hoàng Tiến Dũng. Công an thành phố Bảo Lộc đã tác động gia đình và người thân vận động nên Phạm Tiến Dũng và Nguyễn Quang Tuấn đã ra cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Hạt Kiểm Lâm huyện Đam Rông vừa chuyển hồ sơ vụ chặt phá rừng thông hơn 20 năm tuổi tại Lô D, khoảnh 6, tiểu khu 216, thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liên quản lý cho Công an huyện Đam Rông để điều tra xử lý. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng trăm lóng gỗ dài từ 1 đến 4 mét được gom thành từng đống bị đốt nham nhở. Những gốc thông đường kính từ 20 đến 60 cm bị múc để thay thế bằng hàng loạt hố trồng các loại cây khác. Bên cạnh đó, hàng trăm cây thông khác bị ken đổ hóa chất. Tổng diện tích rừng bị phá là gần 40.000 m², có hơn 1.000 cây thông ba lá bị cưa đổ và ken gốc bao gồm cả rừng trồng và rừng tự nhiên. Lúc 20 giờ ngày 3 tháng 9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 20 thuộc địa bàn thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, khiến hai người tử vong. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 51B27060 do tài xế Nguyễn Thanh Châu, trú tại thành phố Đà Lạt điều khiển theo hướng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, thì bất ngờ va chạm với xe máy do Ha Ho, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng điều khiển, chở Sung Thanh Long, chú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đang đi ngược chiều. Vụ tai nạn đã khiến anh Ho và Long tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông công an huyện Đức Trọng đã có mặt kịp thời tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tòa án nhân dân tại Lâm Đồng vừa mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng xét xử bị cáo Nguyễn Công Trường sinh năm 1999, trú tại xã Túc Trân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai về tội giết người. Cáo trạng xác định vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2017, Nguyễn Bá Kiên gặp Chu Bảo An Cư tại quán Pizza để đòi tiền nợ thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Kiên đã gọi điện thoại cho Nguyễn Bá Sang và Nguyễn Công Trường mang hung khí đến đánh Cư. Cư bỏ chạy ra khỏi cửa quán khoảng 50 mét thì vấp ngã và bị các đối tượng đánh. Trường cầm dao đâm, trong đó vết dao do Trường gây ra là nguyên nhân trực tiếp làm Cư tử vong. Sáng hôm sau, Trường đến Công an huyện Đức Trọng đầu thú. Các đối tượng Nguyễn Bá Kiên và Nguyễn Bá Sang hiện đang bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục bồi thường thiệt hại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Công Trường 12 năm tù giam. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, bị cáo Trần Tấn Lâm, sinh năm 1975, trú tại xã Lát, huyện Lạc Dương, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 16 năm tù giam. Theo cáo trạng, năm 2011, Lâm bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố và truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để trốn truy nã, Lâm đã dùng giấy tờ giả làm thủ tục nhập khẩu vào huyện Lạc Dương lấy tên là Nguyễn Trung Thành.
Tháng 7 năm 2012, Lâm được vợ chồng ông Lê Đạt ở phường 4 thành phố Đà Lạt nhờ đứng tên dùm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở tại khu Đồng Tâm phường 4 trong thời gian 3 năm dưới cái tên giả là Nguyễn Trung Thành. Thời gian này, Lâm đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tên Nguyễn Trung Thành để thế chấp tại một ngân hàng vay 1 tỷ 770 triệu đồng. Hết thời hạn 3 năm, ông Đạt yêu cầu Lâm làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà ông Đạt nhờ Lâm đứng tên dùm cho bà Đinh Thị Thu. Lâm đã không làm thủ tục sang tên mà chiếm đoạt của bà Thu 300 triệu đồng tiền cọc. Tháng 6 năm 2016, Lâm bí mật làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà ông Đạt nhờ Lâm đứng tên dùm cho vợ chồng ông Vũ Đức Thắng ở phường 9 thành phố Đà Lạt để chiếm đoạt số tiền 2 tỷ 500 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Lâm đã thành khẩn khai nhận tội. Tòa đã tuyên phạt Lâm 16 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Thưa các đồng chí và các bạn, để đáp ứng yêu cầu của mối hàng, nhiều thương lái buôn bán khoai tây tại thành phố Đà Lạt đã nhập khoai tây Trung Quốc, sau đó nhuộm đất đỏ cho giống với khoai tây Đà Lạt để bán với giá cao. Hành vi này không chỉ đánh lừa người tiêu dùng mà còn làm tổn hại đến uy tín và chất lượng của khoai tây Đà Lạt, một loại nông sản từ lâu được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Hãy cùng phóng viên chuyên mục An ninh Lâm Đồng đi tìm hiểu về quy trình khoác áo cho khoai tây Trung Quốc qua hai vụ việc cụ thể vừa được Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang. Đây là những bao khoai tây Trung Quốc vừa được bà Đoàn Thị Trè, 62 tuổi, trú tại phường 10, thành phố Đà Lạt, chủ quầy số 19, chợ nông sản Đà Lạt nhập về. Lô hàng khoai tây này có tổng cộng 28 tấn, nhập về chợ nông sản Đà Lạt và được chia cho 3 tiểu thương. Theo hóa đơn, giá của mỗi kg khoai tây Trung Quốc nhập về chưa đến 4.000 đồng. Còn đây, cũng là khoai tây Trung Quốc nhưng đã được bà Trè khoác cho lớp áo mới, phủ kín đất. Nhìn vào, ai cũng bảo đó là khoai tây Đà Lạt. Cách để bà Trè khoác áo cho khoai tây Trung Quốc khá đơn giản, chỉ mất từ 3 đến 5 phút. Khoai tây sẽ được đưa vào máy quay mà theo bà Trè là máy rửa cà rốt, được bà mua từ Trung Quốc với giá 58 triệu đồng để rửa cho sạch. Và chỉ biết, sau công đoạn rửa, những củ khoai tây sẽ được phủ một lớp đất đỏ. Quay khoai mà quay khô, quay nước, quay khô cho nó. Cho nó hết cái mấy cái vỏ dơ nhượm gì đấy, rồi đổ lên thế này, đổ rắc lên bây giờ cũng được, còn không thì sáng ngày mai mình hút á, là mình rắc lên một miếng là nó khô. Lúc 14 giờ ngày 21 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang hai người làm thuê cho bà Trẻ đang nhuộm đất cho khoai tây Trung Quốc ngay tại chợ nông sản Đà Lạt. Bà Trẻ thừa nhận, sau khi đã nhuộm đất, khoai tây được đóng gói, dán tem do ban quản lý chợ nông sản trực thuộc Ban Quản lý chợ Đà Lạt phát hành, trọng lượng từng bao theo yêu cầu của mối hàng. Đợt hàng này, bà đã xuất đi khá nhiều với giá trên 8.000 đồng một kg, hơn gấp đôi giá khoai tây nhập về. Khoai tây Trung Quốc sau khi nhuộm đất sẽ được bỏ cho các mối hàng, chủ yếu là đưa về tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trẻ lý giải, việc nhuộm đất cho khoai tây Trung Quốc là do yêu cầu của các mối hàng và làm vậy để cho dễ bán. Chắc Sài Gòn họ rành lắm rồi, họ không có dễ lừa họ như mọi năm nữa đâu. Vậy thì mình dùng đất làm gì? Nhưng mà họ bắt buộc họ thích mình bán như vậy. Nó khổ như vậy. Đây Sài Gòn, xong Sài Gòn họ biểu họ chở lên Đà Lạt cho mình. Rồi họ nói mình là yêu cầu là phải nhường đất như vậy, vậy đem về cho họ. Cho họ đó. Thì thử hỏi coi chứ mình đâu có thích. Thích như thế này thì mình cứ việc như thế này mình làm vậy thôi. Sau khi kiểm tra, Công an thành phố Đà Lạt đã lập biên bản tạm giữ của bà Trẻ một dàn máy quay, một máy nổ cùng hơn một tấn khoai tây đã nhuộm đất đỏ. Cũng với thủ đoạn nhuộm đất đỏ cho khoai tây Trung Quốc, ngày 22 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục bắt quả tang cơ sở kinh doanh nông sản của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hiệp tại đường Tự Phước gần chợ đầu mối nông sản Đà Lạt đang cho người nhuộm đất đỏ cho khoai tây Trung Quốc. Bà Hiệp khai nhận, nhuộm đất đỏ vào khoai tây là làm theo đơn đặt hàng của các đối tác tại chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xuất bán với giá 8.500 đồng một kg. Và mỗi tháng, bà này cung cấp từ 6 đến 12 tấn khoai tây Trung Quốc đã nhuộm đất đỏ. Tình trạng nhuộm đất đỏ cho khoai tây Trung Quốc đã diễn ra từ nhiều năm nay bởi lợi nhuận rất cao. Mặc cho cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nhiều vụ gian lận, nhuộm đất cho khoai tây Trung Quốc,
để đánh lừa người tiêu dùng là khoai tây Đà Lạt, nhưng tình trạng này vẫn không giảm. Hành vi gian lận này đã gây bức xúc cho người tiêu dùng, làm giảm uy tín và chất lượng của khoai tây Đà Lạt, một loại nông sản từ lâu được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng, cần bị lên án. Những hình ảnh phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!